Alo, vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo ở trong siêu đấu thứ 3 thôi. Đây là, vâng, 6-2 siêu đấu có thể nói là thành công đối với cặp đôi của Thái Bình. Đến siêu đấu thứ 3 thì hai cầu thủ bên phía Thái Bình đang phải rơi vào thế trận rượt đuổi mặt tỷ số. Thì bây giờ phía bên kia đang... đang bị dẫn với tỷ số 2-0. Đây là màn hình máy của game thủ Tiểu Bình Long, người cầm Baby còn Gunny. Choi Son bên kia là một AC và một ban thì phải hơi căng. Và ông sẻ không biết là hình như là giờ này vẫn chưa về, vẫn đang còn làng vàng ở đây, không biết là la liếm gì đây, được đôi dép rồi sao ấy. Hình như bị đứt dép, nghe loáng thoáng đâu đó bị đứt dép. Nó nhìn mặt vẫn đang rất thư giãn, có vẻ như vẫn đang có tí gọi là sau 2C. Chắc gửi anh Hưng nhồn tí rồi. Và chúng ta hãy cùng quay trở lại với Gunny thôi. Đây màn hình máy của cầu thủ Gunny là người cầm cho Son. Bãi quả phụ dành cho Gunny, bầy hiệu gần rừng nhưng chưa có voi, tương đối phẳng mượt. Ở phía bên kia đó là một chém thuyền, một cung thuyền. So sánh thì hơi khập khiễng nhưng map là bài cứ ổn đi là Gunny sẽ thể hiện được Choi Son nữa sẽ thành IA thôi. Gỗ đầu là hơi xa dành cho Gunny. Đây rồi, bãi quả phụ tiếp theo dành Gunny nữa nhưng chưa có voi. Thêm một đầy hiêu nữa, có lẽ là ăn tranh bầy hiêu phía bên trên. Đạp được nhà Pan là dí hết đồ của nhà Pan thì là khéo. Bé hiêu đầu là 4 con. Điều này cũng thích hợp với việc ăn gỗ rồi. Nhiều hiêu quá ăn gỗ chật. 18/20. Tiếp tục quay sang màn hình máy của cái thủ Tiểu Bạch Long. Hiêu đá về nhà cực gọn. Chắc chắn chúng con giờ này vẫn phải đánh cung thôi. Nhưng bây giờ thì đồ ăn tiếp theo của chúng con đâu, vẫn chưa thấy bãi quả phụ dành cho cái thủ Tiểu Bạch Long. Vẹn vẹn về nhà đúng bầy hiêu và đó cũng là tài nguyên duy nhất. Đây rồi, voi hơi xa. Quyết định tiếp tục đi dò không câu. Đóng mê khuynh hướng khung nhà. Nhưng quan trọng bãi quả. Nếu khó quá thì Gunny có thể nhường bãi quả. Một cái hốc đây ở phía bên trong luôn. Gunny nếu thích thì chui vào hốc. Đây màn hình máy của Gunny. Thêm một bãi quả nữa. Bài ba quả nhưng hơi xa. Bầy hiêu, đôi voi. Như vậy Tiểu Bạch Long sẽ là người ăn bãi quả đâu. Tiểu Bạch Long đã chạy dò thấy bãi quả. Gunny rất tiết kiệm. Vẫn chưa thấy nhà đối phương. Chứng tỏ nằm hai nhà phía bên kia chắc gần gần cho góc 9 giờ thôi. Đồ ăn hoang Gunny trận này nhiều lắm ấy. Hy vọng tơn phù đầu tiên của Gunny là tơn phù đỏ. Ăn được con Pan. Một chiếc BG là thiết kế khéo léo dành cho Gunny. Một bãi quả 6 cây. Còn đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ. À xin lỗi bạn, Tiểu Bạch Long nhầm. 26. Vẫn chưa có S2 để ăn gỗ. Tương đối vất vả vài baby lon. Tiếp tục quay trở lại với Gunny. Đang chân lực ép gỗ. Bãi vàng ở phía bên dưới là khá đẹp. Cả hai nhà phía bên kia đều đã lên đời 2 xong. Gió không quá 20%. Và tiếp tục quay trở lại với Gunny thôi. Đây là BM. Phải đầu 11 thì mới có thể kích được.
Cắt bớt ông dần gỗ ra ăn vàng luôn. Đã bắt đầu có giò đến từ pan. Và như vậy là trận này hơi khó. Pan AC. Vài pan đủ đồ. 2L. Bãi cỏ phụ dành cho pan đối voi. Ui dồi, bài này đúng là quá phụ. Như vậy tỷ số là 3-0 ở trong C đấu thứ 3.